Khống chế vùng đỏ, bảo vệ vùng xanh, đó là phương châm chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được tại hội nghị trực tuyến sáng nay, ngày 1 tháng 8, với các địa phương về triển khai công tác chuẩn bị tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, cùng dự có hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm và Phạm Tấn Hòa. Theo kế hoạch, với khoảng 645.000 liều vaccine đợt 7, sẽ ưu tiên tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn các huyện vùng đỏ gồm 5 địa phương: Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa và thành phố Tân An. Bên cạnh các đội tiêm của 5 địa phương, các huyện thị xã còn lại sẽ hỗ trợ các đội tiêm tham gia để bảo đảm công tác tiêm chủng được liên tục, không đứt quãng khi có phát sinh trường hợp đột xuất. Theo đó, đợt 1 sẽ tiêm cho người trên 65 tuổi trở lên và lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đợt 2 sẽ tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Thời gian triển khai từ tháng 8 với 155 bàn tiêm. Để đạt tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, các địa phương phải khẩn trương huy động tối đa lực lượng chặt công suất tại các điểm tiêm vaccine. Các huyện vùng đỏ xong là chúng ta lan tỏa là các huyện vùng xanh. Đó là cái quan điểm của chúng ta trong cái chiến lược tiêm vaccine. Có như thế ta mới hạn chế được. Còn hiện nay mà chúng ta không tiêm vaccine cho vùng đỏ thì báo cáo các chỉ là độ lây lan nó rất là cao. Bởi vì chúng ta không thể nào thực hiện chỉ thị 16 trong một thời gian dài được nữa. Các chỉ chúng ta đã qua gần 20 ngày chúng ta thực hiện chỉ thị 16 rồi, của 5 huyện vùng này rồi. Đối với 10 huyện vùng xanh thì chúng ta chỉ có 14 ngày, nhưng mà các huyện của 5 huyện trọng điểm của chúng ta đã là 21 ngày rồi. Các chỉ, tôi nói các chỉ. Thành ra là chúng ta cần phải tiêm để chúng ta đánh nhanh cái các huyện vùng đỏ này. Như đó tôi đề nghị các anh chị theo cái chỉ đạo của ông chỉ bí thư tỉnh ủy, từng đối tượng các anh chị phân ra cụ thể để chúng ta tổ chức thực hiện cho nó đồng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo nhanh về tiến độ triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa bàn. Trước tình hình số ca dương tính liên tục tăng tại các khu công nghiệp, các địa phương đang khẩn trương xây dựng bệnh viện giả chiến, công tác truy vết, cách ly, phong tỏa song song với việc phân luồng F0, vệ sinh môi trường, kiểm soát khử khuẩn ở các khu cách ly, đồng thời thành lập các tổ chuyên môn phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận, biểu dương sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cũng lưu ý, trong cuộc chiến sắp tới rất nhiều cam go. Đề nghị sự vào cuộc chung sức từ tỉnh đến huyện, từ sở ban ngành đến địa phương. Giai đoạn này là giai đoạn rất cam go. Nếu chúng ta chỉ cần nản chí, chúng ta bỏ ngủ là nhân dân sẽ đánh giá chúng ta. Thì tôi đề nghị các anh chị phải quán triệt cái tinh thần này, động viên kịp thời bằng vật chất lẫn tinh thần để anh em tiếp tục sống, cống hiến, làm việc hết mình để phục vụ cho cái sức khỏe bà con nhân dân, tánh mạng của bà con nhân dân là trên hết. Tôi đề nghị các anh chị, và đặc biệt là ủy viên thường vụ của các cấp, các anh chị phải phát huy vai trò tinh xung phong, vai trò người đứng đầu. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, số ca bệnh tăng nhanh, Long An cùng với các tỉnh thành phía Nam tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày.